Ông ở dưới này. Bắt đầu leo rồi, leo bậc nhá. Na nó thở không ra. Này có cần oxy không? Đi mạnh nào. Đấy, nhìn anh Chu này, anh đi hai bậc lúc này. Đi hát ngoài 9 bậc núi rừng. Thôi, tao đi sửa ăn mày ơi. Đây đâu phải bậc đâu. Bậc chứ gì? Chưa. Còn lâu. Đây là con Chu thì tôi hộ nó chở đồ lên đây. Em đây bác ơi. Leo phải bậc đâu. Ok bác, rồi. Anh em đang leo bậc. Vâng, vâng. Vừa chơi xe điện nó díu được, bây giờ mình còn díu hơn xe điện. Vâng, vâng. Rồi, bắt đầu lục tất rồi. Ông Huy bảo là cứ đi thoải mái. Chán thì xuống. Dạ, phải chịu thôi chứ. Thế ông Huy mà bắt mặt ngoài kia rồi. Bàn chân em bước mà hồn sao trắng giờ. Nếu bước lúc nữa là hồn nó rời luôn. Không đi nào, tên bảo đưa đến phục vụ giáo viên đầu tiên. Bậc. Nó sẽ được bài hát để chín bậc núi rừng. Tìm được chưa bác? Đến tận trên mới nó mới quay. Bác ở đây mà bác kia leo ở đây à? Không, cũng có đi rồi, nhưng mà đi nhiều lần rồi, nhưng mà mọi người leo cứ leo. Trước đi có một hôm mưa. Thời tiết quá đẹp anh. Thì không leo à? Tị xì ra khói rồi. Hay là xuống thì tám em có hướng công viên rồi. Xì ra khói rồi. À đúng rồi, à, bảo không đi, đòi ngồi xe điện. Thế nhưng mà xe điện nó bảo nó đi ra tí nó có xe lên đón. Thời tiết quá đẹp luôn, cực kỳ luôn ạ. Ở đây nó trồng dễ chi thế, cả trồng dễ ngọc lan này còn thơm thơm thoang thoảng. Sống được chứ cậu, đấy đi lên thăm mộ mẹ Bác Hồ hai bên toàn ngọc lan không? Lâu gì giờ nó to đùng. Chi xanh thả nào nó cứ mua những loại chi xanh lùng hoàng này, đúng rồi. Giờ là nó đem ra đây chứ đem đi đâu. Ngồng ngoành này. Nam Định nó thu không đủ nữa mà mang nó phải vào Thanh Hóa nó thu chứ. Toàn có loại trùng trùng bụi bụi này nó thu trong ta chứ. Thằng nào cứ mua bụi bụi như này là nó mua trong các nơi nó dồn vào chứ. Đây. Xong rồi ra leo bậc. Dạ bắt đầu tính bằng này. Tính bằng 290 bậc. 99. Giờ mới tính bậc à? Giờ mới tính bậc. Giờ mới tính bậc đấy. Đây này cũng giống như kiểu là ở Yên Tử cũng thế bác này, đây là bắt đầu leo rừng leo thú này này. Bàn chân em bước này. Yên Tử đi leo dốc. Dốc kinh khủng luôn ạ. Dốc mà các treo rồi mà còn leo mệt lắm. Ờ. Em đi 3 lần Yên Tử được rồi. Cũng leo mệt lắm. 199 bậc. Mệt với con lộc. Đấy. Trời cho nhiều thế. Con Nam ơi. Bắt đầu leo bậc 299 bậc bắt đầu xuất phát. Rằng đây nó còn to còn rộng đấy. Ờ, họ bê đá họ xếp được xong mình đi không nhỉ? Ừ. Bê đá xích hồ. Dùng máy ấy xuống thằng nào không ăn mà chết. Này. Gặp con này. Ừ, một lan. Bằng đây. Giống quế nhưng đéo phải quế. Quế rừng. Ừ, quế rừng. Đây này, đây là điệp trong Hải Lan. Mẹ thanh thủy đi mãi đi sang vác củi. Đây nó còn thỉnh thoảng có chỗ sàn này đấy. Yên Tử còn không có mà nó bé tí rồi bên nửa đường bằng nửa này thôi. Đứng ngủ hoắc luôn. Bao nhiêu bằng chị? Hôm qua mình đi 79 bậc hồ. Đây những 299 cơ mà. Ôi để dành hết tốc độ cao mất.